Đại Việt Thương có lẽ là cái tên xa lạ với những người tiêu dùng, nhưng những sản phẩm của doanh nghiệp như E100, Ramus, Cloni, Dorin có lẽ đã quen thuộc với tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn. Đó là tinh hoa của sự đầu tư nghiêm túc cho việc nghiên cứu thể chất con người, môi trường khí hậu Việt Nam, am hiểu nhu cầu của người tiêu dùng hơn chính họ. Tất cả các dòng sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả đã giúp sản phẩm Đại Việt Thương tạo được niềm tin yêu với người tiêu dùng. Đại Việt Thương luôn chú trọng đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng kế hoạch truyền thông hiệu quả, phát triển hệ thống phân phối rộng khắp nhằm không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường và phục vụ người tiêu dùng ngày một tốt hơn. Hiện nay, các sản phẩm của Đại Việt Thương được phân phối rộng khắp tại các hệ thống, các siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm trên cả nước và luôn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng khi có nhu cầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc làn da, mái tóc hay chăm sóc răng miệng. Mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhưng với tâm huyết, tinh thần dân tộc và mong muốn phục vụ người tiêu dùng Việt, Đại Việt Thương vẫn bước đi vững chắc trên con đường chinh phục người tiêu dùng. Bằng những nỗ lực của doanh nghiệp Việt vì người Việt, Đại Việt Thương đã vinh dự nhận được huy chương vàng hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền do người tiêu dùng bình chọn và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đại Việt Thương, niềm tự hào của doanh nghiệp Việt.